Chiều 8 tháng 7 năm 2023, camera an ninh nhà dân đã ghi lại hình ảnh một phụ nữ bế theo một em bé đi vào khu vực số 204 đường chiến lược khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng một phút sau, người phụ nữ đi ra, tay không còn cầm bịch đồ và cũng không bế theo em bé. Người phụ nữ leo lên một chiếc xe máy chờ sẵn rồi rời khỏi khu vực này. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đang tìm thân nhân của bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 8 tháng 7, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại địa chỉ 204 đường chiến lược nên đưa về trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông. Bé trai khoảng 1 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân. Theo một đại diện Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông, từ ngày phát hiện bé trai đến nay vẫn chưa có người thân cho bé đến nhận. Hiện cho bé đang được chăm sóc theo quy định. Ai là người thân của bé có thể liên hệ Ủy ban Nhân dân phường ở địa chỉ 276/68 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để làm thủ tục nhận lại bé. Hoặc ai biết thông tin về cha mẹ đẻ và thân nhân của bé trai báo về Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông để giải quyết.